Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 1, nguồn tin Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để xét xử về tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định bị can Võ Đình Sớm đòi hối lộ 1,5 tỷ đồng và nhận 500 triệu đồng đã phạm tội nhận hối lộ quy định tại điểm A khoảng 4 điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, mức án cho khung phạt này là phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Hành vi phạm tội của Võ Đình Sớm là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan nhà nước. Vì vậy cần phải xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung, cáo trạng nêu. Theo cáo trạng, ông Võ Đình Sớm là thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông PAT, tên viết tắt ngụ phường Yên Thế, thành phố Pleiku, và bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Trước ngày bị bắt quả tang nhận hối lộ 500 triệu đồng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, ông Sớm và nguyên đơn có rất nhiều lần trao đổi qua lại. Nội dung chủ yếu bàn về số tiền đưa hối lộ. Ban đầu ông Sớm đòi ông PAT phải đưa hối lộ 2 tỷ đồng. Tuy nhiên ông T nói khó khăn, không có tiền nên gợi ý, nếu ông xử thắng sẽ cho ông Sớm 10 mét đất mặt đường tại thửa đất tranh chấp. Ông Sớm liền từ chối nhận đất và hạ giá phải đưa ít nhất 1,5 tỷ đồng. Do ông T không có tiền, ông Sớm giới thiệu ông T đi gặp ông TQT, tên viết tắt, ngụ phường Ia Green, thành phố Pleiku để mượn tiền đưa hối lộ. Tuy nhiên, ông TQT không đồng ý cho vay tiền. Sau đó, ông Sớm nhiều lần thúc giục ông PAT phải đưa tiền vì vụ án đã ra thông báo xét xử, yêu cầu đưa trước 500 triệu đồng. Bí bách, ông PAT lại tìm đến gặp ông TQT hỏi vay 500 triệu đồng và bị ông này từ chối lần hai. Để có tiền đưa hối lộ, ngày 3 tháng 8 năm 2023, ông PAT tìm đến nhà ông VVP, ngụ tại tổ 1 phường Ia Green để thế chấp sổ hồng, vườn rẫy và vay được 500 triệu đồng. Sau khi có tiền, ông Sớm hẹn ông PAT lên phòng làm việc đưa tiền. Theo cuộc hẹn đã ấn định, sáng mùng 4 tháng 8 năm 2023, ông T mang túi xách màu đen, bên trong chứa đựng túi ni lông có 500 triệu đồng, lên phòng làm việc của thẩm phán Võ Đình Sớm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai để đưa tiền. Vào phòng làm việc của ông Sớm, ông PAT để túi xách lên bàn, nói đã vay được 500 triệu đồng. Ông Sớm liền nói, cái đó chi phí tạm thời, tới đâu hay tới đó, và để túi xách này xuống đất. Để rõ ràng, ông T liền mở túi ni lông, chỉ vào các cọc tiền và nói, đây là 10 cục 200. Và ông Sớm nói ừ. Tiếp đó, ông T chỉ vào vị trí khác, nói đây là 6 cục 500 nhá. Và ông Sớm tiếp tục gật đầu ừ. Sau khi xác nhận xong, ông T đút túi ni lông xuống gầm bàn. Kiểm kê xong, ông T tỏ ra lo lắng và nhắc lại với ông Sớm rằng liệu có chắc chắn không. Ông Sớm cam kết chắc nịch, em xử mà, thì ông T mới yên tâm ra về. Khi ông T vừa ra khỏi phòng, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét phát hiện thu giữ 500 triệu đồng. Sau khi bị bắt, ông Võ Đình Sớm nhiều lần quanh co chối tội. Ông Sớm khai liên quan đến 1,5 tỷ đồng này là tiền góp vốn đầu tư xây dựng trại heo. Tuy nhiên, ông Sớm không biết mô hình phương án kinh doanh trang trại heo như thế nào. Theo hồ sơ, tháng 3 năm 2022, ông PAT khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai giải quyết, buộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ trả lại 15.000m2 và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hồng mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã cấp cho ban này. Vụ việc được Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai thụ lý giao cho ông Sớm giải quyết vụ án. Biết diện tích đất tranh chấp thực tế là 11.897m2, trong đó chỉ có 8.311m2 đã cấp sổ hồng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, còn 3.585m2 chưa được cấp cho cá nhân hay tổ chức nào, nên ông Sớm hướng dẫn ông T thay đổi nội dung khởi kiện, yêu cầu tòa án công nhận diện tích 3.585m2 thuộc quyền sử dụng của ông T. Theo đó, ông Sớm nói với ông PAT muốn xử thắng kiện phải có tiền. Ông Tuấn nói gia đình đang rất khó khăn, nếu xử thắng kiện thì sẽ cắt cho ông Sớm 10 mét đất mặt đường, chiều rộng, tại thửa đất tranh chấp. Tuy nhiên, ông Sớm không đồng ý lấy đất mà yêu cầu ông T phải đưa 2 tỷ đồng, sau hạ xuống còn 1,5 tỷ để lo cho các nơi khác. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, ông Sớm yêu cầu ông PAT đưa trước 500 triệu đồng.
Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2023, ông Tê mang túi xách màu đen, bên trong chứa đựng túi ni lông có 500 triệu đồng, gồm 10 cặp tiền mệnh giá 200.000 đồng và 6 cặp tiền mệnh giá 500.000 đồng đưa cho ông Sớm ngay tại phòng làm việc, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai. Lúc giao tiền, ông Tê ghi âm cuộc trao đổi và khi ông Tê vừa ra khỏi phòng, cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khám xét thu giữ 500 triệu đồng, bắt giữ ông Sớm. Vừa qua, thông tin ông Châu Văn Mỹ, cựu phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang khi tống tình tống tiền một nữ bị cáo và nhận hối lộ của người này tại một khách sạn ở thành phố Bạc Liêu vào tối ngày 11 tháng 11 năm 2022, gây xôn xao dư luận tỉnh Bạc Liêu. Ông Mỹ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Cáo trạng cho biết, ông Mỹ là thẩm phán, phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, được phân công tham gia xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ An, huyện Hòa Bình. Trước đó, ngày 22 tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm tuyên phạt DHT tên viết tắt, ngụ phường 8 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là bị cáo trong vụ án 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, T cho rằng bản án quá nặng so với hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời con còn nhỏ nên ngày 26 tháng 8 năm 2022, T gửi đơn kháng án đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xin được giảm nhẹ hình phạt với mong muốn được hưởng án treo. Biết ông Lê Văn Quy, tên viết tắt, ngụ tại thành phố Bạc Liêu, chủ nhà nơi T đang làm giúp việc có quan hệ rộng nên T đã nhờ vả ông Quy tìm người có thể tác động giúp mình được hưởng án treo và ông Quy đã đồng ý. Chiều ngày 29 tháng 8 năm 2022, tại một quán cà phê ở phường 1 thành phố Bạc Liêu, ông Quy giới thiệu T với ông Mỹ, khi đó đang là phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, T trình bày và nhờ ông Mỹ giúp đỡ được hưởng án treo khi Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm. Ông Mỹ nói với T, khi hồ sơ vụ án được chuyển đến Tòa án Nhân dân tỉnh thì sẽ trả lời cụ thể. 20 giờ 20 phút tối 29 tháng 8 năm 2022, ông Mỹ gọi điện thoại hẹn T ở một quán ăn gần quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu để bàn bạc về việc giúp T được hưởng án treo với yêu cầu T phải đưa cho mình 50 triệu đồng. Tuy nhiên, T nói chỉ có 22,9 triệu đồng và hiện số tiền đang bị tạm giữ trong vụ án. Ông Mỹ hứa sẽ giúp T lo số tiền còn lại, nhưng T phải cho ông quan hệ tình dục. Lo lắng việc mình đi tù sẽ không ai chăm sóc con nhỏ, nên T đã đồng ý theo ông Mỹ vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Ngày 31 tháng 8 năm 2022, ông Mỹ tiếp tục điện thoại yêu cầu gặp T để trao đổi về việc giúp T được hưởng án treo tại phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra. Trong lần gặp này, ông Mỹ đưa cho T đến một nhà nghỉ để quan hệ tình dục, đồng thời lật lọng yêu cầu chị T phải đưa đủ số tiền 50 triệu đồng thì mới đồng ý giúp. Nếu chị T thiếu tiền, sẽ chỉ được giảm xuống 3 tháng tù, chứ không được hưởng án treo. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2022, ông Mỹ tiếp tục đưa chị T đến một nhà nghỉ và quan hệ tình dục, đồng thời lấy lý do phải đưa tiền cho cấp trên. Ông Mỹ yêu cầu chị T phải đưa số tiền chạy án là 100 triệu đồng, gấp đôi so với thỏa thuận ban đầu. Trước những đòi hỏi vô lý của ông Mỹ, chị T đã dùng điện thoại chụp hình ông Mỹ khỏa thân và ghi âm lại câu chuyện. Sau khi chuẩn bị được 80 triệu, ngày 4 tháng 11 năm 2022, chị T hẹn gặp ông Mỹ để giao tiền và ông này tiếp tục yêu cầu chị T đến một khách sạn tại thành phố Bạc Liêu với ý đồ quan hệ tình dục với chị T, nhưng chị này chỉ đồng ý giao tiền bên ngoài khách sạn. Sau đó, chị T lấy 80 triệu đồng trong túi xách đưa cho ông Mỹ. Sau khi đã để tiền vào trong cốp xe, ông Mỹ yêu cầu T nhớ phải đưa thêm 20 triệu đồng cho đủ số tiền 100 triệu đồng. Còn việc xét xử cho T hưởng án treo sẽ nói sau. Như vậy, ông Mỹ đã 3 lần cưỡng ép chị T quan hệ tình dục, đến lần thứ 4 thì bị chị này từ chối. Sau đó một ngày, ông Mỹ điện thoại cho T biết việc đã họp xin giải quyết vụ án trộm cắp tài sản và hướng dẫn T nộp giấy xác nhận tạm trú cho Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu để đủ điều kiện xem xét hưởng án treo. Chiều ngày 7 tháng 11 năm 2022, ông Mỹ điện thoại yêu cầu T đưa nốt số tiền 20 triệu đồng theo thỏa thuận trước khi xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, do T chưa chuẩn bị được nên hẹn sẽ chuyển sau khi xét xử xong. Và ông Mỹ đã đồng ý để chị T giao nốt số tiền sau khi kết thúc phiên phúc thẩm. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án
DHT phạm tội trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt bị cáo 6 tháng tù cho hưởng án treo. Lúc 20 giờ 40 phút cùng ngày, ông Mỹ lái xe ô tô đón T đến một khách sạn ở phường 1 thành phố Bạc Liêu để lấy nốt số tiền chạy án 20 triệu đồng trong tổng số tiền 100 triệu đồng như đã đòi hỏi trước đó. Trong phòng khách sạn, chị T đưa 20 triệu đồng cho ông Mỹ. Đến 21 giờ 20 phút, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ập vào bắt quả tang Châu Văn Mỹ trong tình trạng trên người không mặc quần áo, cùng tang vật là 20 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, chị T đã gửi đơn tố cáo cùng toàn bộ các tài liệu vật chứng là file ghi âm nội dung các cuộc nói chuyện, ảnh chụp ông Mỹ không mặc quần áo trong nhà nghỉ. Ngày 9 tháng 7 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Châu Văn Mỹ, sinh năm 1970, cựu phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về hành vi nhận hối lộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!